Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bầu cử Mỹ 2024, ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở 7 bang chiến địa. Nhập cư trở thành vấn đề chính sách đối ngoại mang tính quyết định đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Mỹ thúc giục các nước đạt đồng thuận về vấn đề tài sản phong tỏa của Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, xin mời quý vị theo dõi. Kết quả khảo sát do liên danh Bloomberg News Morning Consult thực hiện cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden tại 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada và Wisconsin. Tính trung bình trên 7 bang, có 48% cử tri cho rằng sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Trump, trong khi tỷ lệ này với ông Biden là 43%. North Carolina là bang ông Trump dẫn điểm lớn nhất cho ông Biden, 9 điểm, với 50% cử tri ủng hộ ông Trump so với 41% ủng hộ ông Biden. Ngoài ra, ông Trump cũng dẫn trước ông Biden 6 điểm tại bang Arizona, Nevada, Georgia và Pennsylvania. Đây là bốn bang ông Biden giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2020. Khoảng cách cũng thu hẹp hơn tại Wisconsin và Michigan. Hai bang từng mang lại chiến thắng cho ông Biden năm 2020, với điểm số dẫn trước dành cho ông Trump lần lượt là 4 điểm và 2 điểm. Thăm dò dư luận của Bloomberg News, Morning Consult, được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 2 với 4.955 người tham gia khảo sát ở 7 bang chiến địa với mức độ sai số khoảng 1%. Cũng liên quan đến cuộc chạy đua khốc liệt trở thành ông chủ Nhà Trắng, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New Yorker, ông Biden bảo vệ quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy cử tri ngày càng lo ngại về tuổi tác của ông. Ông Biden nói, nếu bạn nghĩ rằng bạn đang có lợi thế tốt nhất để đánh bại ai đó, mà nếu người này thắng thì bản chất nước Mỹ sẽ thay đổi bạn sẽ làm gì? Ông Biden vẫn bám sát ông Trump về tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò gần đây. Tuy nhiên, với việc các cử tri không mặn mà với những thành tựu kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Biden ngày càng tập trung vào việc công kích ông Trump bằng cách ví cựu tổng thống như mối đe dọa với nền dân chủ. Ông Biden tuyên bố, tôi là người duy nhất từng đánh bại ông ta và tôi sẽ đánh bại ông ta lần nữa. Trước đó vào cuối tháng 2 vừa qua, tổng thống Biden và người tiền nhiệm là ông Trump đổ lỗi cho nhau gây ra cuộc khủng hoảng nhập cư khi đến thăm biên giới ở Texas trong một ngày. Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Donald Trump tới thăm bang Texas và có bài phát biểu gần như đồng thời tại hai thành phố biên giới cách nhau khoảng 480 km trong bối cảnh nhập cư trở thành vấn đề nóng trước thêm bầu cử. Ông Trump gọi dòng người nhập cư cao kỷ lục vào Mỹ trong 3 năm qua là cuộc xâm lăng của ông Biden, trong khi ông chủ Nhà Trắng kêu gọi người tiền nhiệm dùng chiêu trò chính trị với những đề xuất cải cách nhập cư. Ông Trump phát biểu tại thành phố biên giới Eagle Bus cạnh thống đốc Greg Abbott, thành viên Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Joe Biden chịu trách nhiệm cho làn sóng này. Trong khi đó, ông Biden tới thăm lực lượng biên phòng Mỹ tại thành phố Brownsville. Đây là chuyến thăm thứ hai đến khu vực biên giới của ông Biden kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm 2021. Ông Biden cáo buộc ông Trump đang phá hoại nỗ lực lưỡng đảng nhằm thông qua một dự luật nhập cư với điều kiện cung cấp thêm nhân lực và tài chính cho lực lượng biên phòng. Các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ hầu như luôn được quyết định bởi các vấn đề trong nước. Đôi khi, một mối lo ngại mang tính toàn cầu như khủng bố hay một xung đột cụ thể nào đó sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cử tri, nhưng người Mỹ vẫn quan tâm nhất đến sinh kế của chính họ như việc làm, nhà ở, chi phí thực phẩm. Năm 2024, một số vấn đề toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến quan điểm cử tri Mỹ, mối đe dọa lớn về biến đổi khí hậu, thương vong khủng khiếp đối với cộng đồng người Palestine ở Gaza và cuộc xung đột ở Ukraine nhưng thực sự chỉ có một vấn đề chính sách đối ngoại có thể quyết định cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, vấn đề đó là nhập cư. Mỹ là đất nước của những người nhập cư, nước này cũng rất cần những người nhập cư để làm những công việc thiết yếu, giúp nước Mỹ tiếp tục phát triển. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện ở mức khoảng 3,7%, trong lịch sử tỷ lệ đó là rất thấp. Nhiều lĩnh vực thường sử dụng người nhập cư như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ dọn dẹp, làm việc tại nhà hàng hiện có số lượng vị trí tuyển dụng lớn nhất. Bất chấp nhu cầu về những lao động này, nhiều người Mỹ vẫn tin suy nghĩ sai lầm rằng những người nhập cư đang lấy đi công việc của họ, không chỉ những người nhập cư đang làm những công việc mà người Mỹ bản xứ thường không muốn làm. Bên cạnh đó, hơn một phần tư dân số Mỹ cho rằng nhập cư xét về tổng thể là một vấn đề tồi tệ. So với năm 2020, khi chỉ có 28% người Mỹ cho rằng nên giảm nhập cư thì con số đó đã tăng lên 41% vào tháng 6 năm 2023. Đặc biệt các chính trị gia của Đảng Cộng hòa đang đi theo những xu hướng này. Đảng Cộng hòa đang chính trị hóa vấn đề biên giới nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi một thực tế khá rõ ràng là nền kinh tế Mỹ đang hoạt động khá tốt, ít nhất là theo hầu hết các số liệu thông thường. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tổ chức điều trần với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas về chính sách nhập cư. Cũng chính những đảng viên Cộng hòa này đã tìm cách thúc đẩy một dự luật thông qua Quốc hội nhằm gây khó khăn hơn nhiều cho người dân khi vượt biên tới Mỹ và xin tị nạn. Thống đốc Texas Greg Abbott, một đảng viên Cộng hòa, đã triển khai những chuyến xe buýt chở người di cư không có giấy tờ hợp lệ đến các thành phố ở phía Bắc, chẳng hạn như New York, do đảng Dân Chủ kiểm soát. Đảng Cộng Hòa và một số đảng viên Đảng Dân Chủ coi vấn đề biên giới là một cuộc khủng hoảng, đòi hỏi phản ứng quân sự tương tự như cách Mỹ đang giúp đỡ Ukraine và Israel. Về mặt thống kê, thực tế đã có sự gia tăng số người không có giấy tờ hợp lệ qua biên giới Mỹ. Vào tháng 12 năm 2023, gần 250.000 người di cư đã bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bắt giữ, một kỷ lục mới. Hiện chính quyền Tổng thống Biden đang xem xét các đề xuất thắt chặt một số quy tắc quản lý quyền tị nạn điều đó có thể bao gồm việc đóng cửa biên giới nếu số lượng tăng lên trên một mức nhất định xét về thực tế tổng thống biden cũng lo lắng rằng sẽ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới vì chưa đủ cứng rắn trong vấn đề nhập cư vì vậy ông biden đã tập trung hơn vào vấn đề này để hút các đảng viên đảng dân chủ bảo thủ đảng cộng hòa ôn hòa và những người độc lập để đảm bảo sự ủng hộ của đảng cộng hòa đảng dân chủ thậm chí còn tìm cách đưa các hạn chế nhập cư chặt chẽ hơn vào một dự luật kết hợp viện trợ quân sự cho ukraine israel nhưng đảng cộng hòa cuối cùng đã bác bỏ dự luật đó vì các điều khoản nhập cư không đủ chặt chẽ và một số đảng viên cộng hòa phản đối viện trợ quân sự cho ukraine vì vậy một lần nữa quốc hội mỹ đã không thông qua cải cách nhập cư mặc dù đã có sự đồng thuận rộng rãi về các chính sách như tăng tài trợ cho việc kiểm soát biên giới Hãng Bloomberg đưa tin, Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đạt đồng thuận trong kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cho Ukraine trước cuộc gặp vào tháng 6. Cùng với Mỹ, Anh đang thúc đẩy các động thái nhằm tịch thu hoàn toàn số tiền đang nắm giữ của Nga để tài trợ cho chính phủ Ukraine. Cụ thể, ngày 29 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh cơ sở pháp lý và đạo đức cho việc tịch thu tài sản là rất vững chắc. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước đó kêu gọi các nước phương Tây tá bạo hơn trong nỗ lực khai thác tài sản. Bộ trưởng Yellen tiết lộ đã tranh luận với người đồng cấp Pháp Bruno Le Maire về việc cung cấp các phương án mà giới lãnh đạo G7 có thể đưa ra thảo luận ở hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Tuy nhiên, theo Bloomberg, dạn nứt đang gia tăng giữa các đồng minh phương Tây về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine khi họ tiếp tục tranh cãi về cách sử dụng hợp pháp số tiền khổng lồ này. Một số nước thuộc Liên minh châu Âu-EU lên tiếng cảnh báo về những tác động pháp lý và tài chính của động thái như vậy. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire bác bỏ quan điểm của bà Yellen và nhấn mạnh rằng hiện tại chúng tôi không có cơ sở pháp lý để tịch thu tài sản của Nga, chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn. Về phía Đức, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner nói rằng EU đang xem xét một bước đi an toàn về mặt pháp lý cũng có thể được thực hiện trong thời gian ngắn để sử dụng số tiền thu được như tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa để hỗ trợ Kyiv. Trong năm 2023, doanh thu thu được từ khối tài sản bị đóng băng của Nga lên tới 4,8 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã đề nghị sử dụng số tiền này để hỗ trợ cho Kiev. Bà nói rằng đã đến lúc thảo luận về việc sử dụng lợi nhuận lớn từ tài sản bị đóng băng của Nga để mua thiết bị quân sự cho Ukraine. Washington ủng hộ ý tưởng đánh thuế tài sản của Moscow, đồng thời lưu ý các vấn đề liên quan tới mặt pháp lý. Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang ngày 29 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phương Tây đang làm mất uy tín của đồng tiền và hệ thống ngân hàng. Người đứng đầu điện Kremlin cho hay, Moscow cùng với các quốc gia thân thiện sẽ tập trung vào việc tạo ra cơ sở hạ tầng tài chính mới, không dính líu đến chính trị, khi nước này tìm cách đoàn kết các nỗ lực trước những thách thức toàn cầu. Tổng thống Putin nhấn mạnh, bản thân phương Tây đang làm mất uy tín của đồng tiền và hệ thống ngân hàng của mình. Ông đề cập xu hướng toàn cầu ngày càng tăng trong việc sử dụng nội tệ trong thương mại thay vì đồng đô la Mỹ. Theo đó, xu hướng này đã đạt được động lực đáng kể Kể từ khi Nga bị cắt khỏi hệ thống tài chính phương Tây và đóng băng dự trữ ngoại hối vào năm 2022, một số quan chức Nga nhiều lần cảnh báo đồng đô la Mỹ từ lâu đã được sử dụng làm vũ khí và lưu ý rằng những hành động như vậy đã khiến các nước trên thế giới giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh. Trước đó, phía Moscow cũng nhiều lần nhấn mạnh về một động thái đáp trả nếu phương Tây tịch thu tài sản. Nga nhận thấy hành động đóng băng của phương Tây đối với khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của mình là bất hợp pháp. Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nước này đang nắm giữ một lượng lớn tài sản của phương Tây và sẽ xử lý chúng nếu những quốc gia này sử dụng tài sản của Moscow để hỗ trợ Ukraine. Tiến sĩ Andrei Kolganov, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Moscow tiết lộ, Nga đang nắm giữ toàn bộ tài sản của một số công ty nước ngoài dừng hoạt động ở nước này. Đây sẽ trở thành công cụ để đối phó với mọi hành động tịch thu tài sản từ phương Tây. Theo ông Andrei Kolganov, tổng giá trị của những tài sản này có thể ngang bằng với quy mô của các quỹ tài sản Nga đang bị đóng băng.